Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của New Nail. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 4 kiểu hoa được vẽ từ mẫu hoa chấm bi 5 cánh. Mình sẽ dùng 3 cái đầu chấm bi to, vừa và nhỏ. Mình sẽ dùng cái đầu chấm bi to, mình chấm một cái chấm cách cuticle một khoảng ở giữa. Rồi mình sẽ chấm một chấm bên tay phải. Tiếp theo mình chấm một chấm bên tay trái. Rồi tiếp tục mình sẽ chấm thêm 2 cánh nằm ở phía dưới, tạo thành một cái hoa 5 cánh. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái cây chấm bi vừa mình chấm hai cái chấm bi nhỏ hơn nằm ở dưới như thế này nha các bạn. Rồi mình chấm thêm một chấm nữa tạo thành cái hình tam giác. Rồi mình lấy cái chấm bi nhỏ, mình sẽ chấm thêm hai chấm nhỏ tạo giống như là hình giọt nước vậy đó. Rồi khi chấm xong mình sẽ cho đi hơ đèn, quay trở lại mình chấm một cái nhị màu vàng như thế này. Rồi mình cho đi hơ đèn, rồi mình sẽ sơn tóp mát nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong một cái mẫu chấm bi đầu tiên. Mẫu chấm bi thứ hai, mình sẽ chấm cái hoa chấm bi 5 cánh nằm ở giữa móng. Để mà cái chấm bi của mình nó đều 5 cánh với nhau thì các bạn chấm theo cái hình nhân, tức là đầu, hai tay và hai chân. Khi đặt cái chấm bi xuống thì mình sẽ chấm một cái rồi mình nhấp lên rồi mình sẽ chấm thêm lại một cái nữa thì cái chấm bi mình nó sẽ tròn đều nha các bạn. Rồi bây giờ tương tự mình sẽ chấm theo cái hình giọt nước cho nó đi lên ở phía bên phải giống như thế này, tạo thành một cái nhánh bên phải. Rồi mình sẽ tiếp tục chấm tạo thành cái hình giọt nước ở phía nhánh bên trái ở phía dưới. Sau khi đã chấm xong thì mình sẽ cho đi hơ đèn 60 giây. Quay trở lại thì mình sẽ chấm thêm một cái nhị hoa màu đen cho móng. Rồi sau đó mình sẽ cho đi hơ đèn. Tiếp tục mình cũng sơn tóp mát. Các bạn thấy mình đã hoàn thành xong cái mẫu chấm bi thứ hai này, nhìn dễ thương không các bạn? Vì cùng một kiểu hoa chấm bi nhưng mà mình sẽ đặt ở vị trí khác nhau và đặt ở cái giống như là cái bố cục khác nhau thì nó sẽ tạo thành một cái hoa khác nhau. Mẫu thứ ba thì mình cũng chấm tương tự theo cái hình 5 cánh chấm bi, rồi sau đó mình chấm hai chấm tạo thành một cái giọt nước xéo một góc ở phần dưới của cái ngón tay. Khi mà mình chấm theo cái hướng khác nhau á thì nó sẽ tạo thành một cái kiểu hoa nha các bạn. Các bạn nhìn không, nhìn cái kiểu hoa này nó cũng đơn giản và đẹp. Rồi sau khi đã chấm xong mình cũng cho đi hơ đèn, quay trở lại mình bỏ vào cái nhị màu hồng. Rồi mình cũng sẽ sơn tóp mát nha các bạn. Mẫu cuối cùng thì mình sẽ chấm ba cái hoa chấm bi bằng với nhau và nằm ở ba vị trí khác nhau như thế này. Các bạn nhớ là khi mình chấm bi 5 cánh á, là mình chấm theo cái vị trí hình nhân, tức là đầu và hai tay rồi hai chân. Và khi mà chấm cái bi chấm xuống á, mình chấm một lần rồi mình nhấm, mình nhấp thêm 1 đến 2 lần nữa thì cái chấm bi của mình nó ra nó rất là tròn nha các bạn. Đây là 4 mẫu từ hoa chấm bi đơn giản, nhanh, gọn, lẹ, dễ kiếm tiền mà ai cũng làm được nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video clip của mình các bạn thích thì hãy nhấn nút like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và nhớ nhấn cái nút chuông kế bên để khi mình có ra video tiếp theo thì các bạn là những người đầu tiên được xem. Rồi mình đã hoàn thành xong 4 mẫu hoa chấm bi nè, các bạn nhìn thấy thích không? Đơn giản và nó cũng dễ thương nữa các bạn ha. Rồi mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn nha.